Anh ơi, xin lỗi mình để em đợi lâu. Đi luôn. Em uống hai cốc nước rồi đấy. Anh xin lỗi, hôm nay ở công ty anh là học cái máy tính, mà mấy đứa đồng nghiệp bạn anh ấy không đứa nào nó biết sửa cả, thì anh lại phải ở lại anh hộ mọi người. Thôi bây giờ mình đi luôn. Này, anh có biết hôm nay là ngày gì không? Kỷ niệm ngày cưới của bọn mình đấy. Anh hứa, đây là lần cuối cùng. Mùng 8 tháng 3 thì anh để em chờ 3 tiếng đồng hồ vì anh đi tăng ca hộ bạn anh. Thế còn bây giờ ngày 20 tháng 10 anh lại để cho em chờ 3 tiếng đồng hồ nữa để anh đi giúp bạn anh. Lúc nào anh cũng giúp bạn anh, thế còn em là gì của anh hả? Thì anh hứa, thì anh đã xin thề rồi mà. Đây là lần cuối cùng, anh không nói sai. Mà này, hôm nay là có quà đặc biệt đấy. Thôi coi như là người ta có tấm lòng. Lần sau không bao giờ thế nữa, lần sau mà như thế nữa thì muốn gì cũng được. Thôi được để đấy. Thì em xem thái độ của anh như nào. Đấy, quà đấy. Làm đút vào túi rồi cơ mà. Ôi chết tôi rồi. Làm anh vội quá, anh Phi đến đây với em, thế là anh lại vứt luôn ở trên bàn làm việc. Mà cái giờ này chắc chắn là công ty đóng cửa rồi. Thôi thì như này nhá, bây giờ hai đứa mình cứ đi ăn đi xem phim cho nó kịp KPI, thế còn quà ngày mai anh tặng. Thôi, em chịu quá đủ rồi. Em ơi, anh xin mà. Vâng, dĩ nhiên là làm người tốt là điều rất đáng khuyến khích rồi. Ai chẳng muốn trở thành người tốt và ai chẳng muốn được tốt trong mắt mọi người, đúng không ạ? Ừ. Thế nhưng mà nhá, lại có cái câu như thế này: nước trong quá thì không có cá, mà nếu mà làm người tốt quá thì lại chẳng có ai yêu. À đấy, giống như là bây giờ trên mạng giới trẻ hay nói là những chàng trai tốt thì thường là cô đơn, rồi là chỉ có trai hư mới có nhiều cô gái theo đuổi. Nói vui vui như vậy thôi, nhưng mà có lẽ cái sự tốt trong cái hành động, trong cái tâm ý của mình cũng cần phải được đánh giá ở nhiều góc độ. Cá nhân em thì cũng bị gặp cái tình huống như thế đấy ạ. Nhiều khi mà trong cuộc sống thì mình cũng thường xuyên làm việc tốt đấy, trong những cái việc tốt đấy thì cái kết quả mình nhận được thì lại không được như ý. Đặc biệt như là thỉnh thoảng cho bạn bè vay tiền chẳng hạn, không cho vay thì không được, mà cho vay thì nhiều khi mà bảo đến hạn trả thì lại không trả. Và vô hình chung có những cái tình huống mà phải mất cả những cái mối quan hệ bạn bè kiểu như thế. Nhiều khi chị giới thiệu cho ai đó một cái mối quan hệ hoặc là một đối tác gì đấy, xong rồi là họ lợi dụng cái đối tác đấy để làm những cái điều mà nhiều khi mình cảm thấy xấu hổ. Thì thành ra đôi khi đúng là làm người tốt khó thật. Mình thì thật lòng, thật tâm, thế nhưng mà cái người mà mình định giúp họ thì họ lại xoay chiều đổi hướng cái lòng tốt của mình đi. Thiên tài là cô đơn mà. Mình nâng tầm lên một chút nữa, thiên tài là cô đơn. Chị tin là người tốt bao giờ cũng có tiếng nói, có trọng lượng, nhưng mà vất vả. Đôi lúc là mình cần làm tốt một cái điều gì đó, mình lại còn phải suy nghĩ, mình phải vật vã, mình phải nghĩ nọ nghĩ kia, làm thế nào mà để cái điều tốt nó có hiệu quả. Mình đôi lúc cũng đã là cái nạn nhân của những cái điều đấy rồi. Làm tốt, chán chê, xong một ngày tự nhiên người ta quay ra nghe: tại sao bạn làm tốt như thế? Bạn vụ lợi gì ở trong đó? Ôi nó đau đớn vô chừng vô mực. Nhưng mà mình mới thấy cái đánh thức cái lòng tốt trong mỗi người nó cũng là cả một vấn đề chị ạ. Bởi vì hình như đôi khi em thấy cái nhịp sống nó quá hối hả, nó quá công nghiệp và quá nhiều cái điều nó không hay đang xảy ra, thành ra mọi người ta nghi ngờ lòng tốt của nhau. Có nhiều khi là những người tốt ấy thì người ta lại hay suy nghĩ nhiều đấy. Trừ những người mà người ta tốt một cách tự nhiên, tức là cái phản ứng luôn luôn là trong trạng thái là làm việc thiện, làm việc tốt. Thì ngoài ra có những người là có nhiều sự phân tích quá để xem nó có tốt hay không. Thì mình mới làm, cho nên những người đấy nó hay bị xu hướng là cô đơn. Cái sự tốt ấy nó cũng cần phải học cách làm thế nào để chúng ta thấy nó hợp lý nhất, bên cạnh cái bản năng, bên cạnh những cái cảm xúc nhất thời của chúng ta, để giúp bảo vệ cho chính chúng ta, và cũng là làm thế nào tốt nhất cho những người mà cần sự giúp đỡ, đúng không ạ? Chính xác là như vậy. Mọi người tôn sùng cái lòng tốt quá, thành ra là nó cũng hình thành lên một cái phe đối lập, đó là những người lợi dụng cái lòng tốt đấy để làm những cái việc mà mưu cầu cái điều xấu, hoặc là mưu cầu những cái lợi ích cá nhân cho họ. Cái việc mà sử dụng cái lòng tốt ấy, mọi người cũng cần phải có trí tuệ trong đấy thì mới sử dụng được cái lòng tốt hiệu quả. Còn nếu như sử dụng cái lòng tốt của mình một cách mù quáng, tức là ai mình cũng tốt, thì có lẽ là đấy cũng không phải là một cái sự thông minh, thông thái trong cái việc ứng xử. Những câu chuyện được kể, được nghe, được chứng minh rất nhiều, và cái vấn đề mình gặp ở ngoài xã hội cũng nhiều đấy. Nhưng cái xử trí, cái tình huống đấy ra làm sao, cái lòng tốt đấy chúng ta đã thể hiện nó như thế nào trong từng cái tình huống thì lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Và đôi khi em thấy rằng là cái sự lợi dụng cái lòng tốt của nhau á, nó còn dẫn đến những cái nó lại chạy hoàn toàn theo một cái hướng khác. Những người có tâm tốt đúng là thường bao giờ cũng cô đơn.
Nhưng những người đấy là những người cực kỳ mạnh mẽ. Để mà đạt được một cái mục đích rằng giúp người khác thì người ta phải vượt qua rất nhiều điều, chứ không phải là đơn giản cứ chìa tay ra để giúp đỡ mọi người là được ngay. Triều Xuân tin rằng những cái người có tâm lớn ấy thì làm được việc lớn. Cái lòng tốt của chúng ta nó chỉ dừng lại là bản năng thôi. Còn để mà chúng ta có thể ứng xử trước những cái lòng tốt đấy một cách nó hiệu quả và tạo ra được giá trị thì chúng ta cần phải có cái sự va chạm, có cái kinh nghiệm ứng xử trước lòng tốt, thì cái đấy gọi là bản lĩnh. Bởi vì em nghĩ rằng là cái lòng tốt thì nó cũng có những cái mức độ khác nhau, từ dễ cho đến khó và cho đến phức tạp. Nếu mà bạn có tiền, bạn ủng hộ các cái quỹ từ thiện, thế nhưng mà mình không có tiền, mình sẽ làm dùng sức của mình theo kiểu khác. Mình sẽ đến tận những cái chỗ này, chỗ kia, mình làm bằng cái công việc thật của mình, cái hành động, tất cả những cái hành động đó. Thế cái lòng tốt ấy, thực ra nó ở mỗi một cái hoàn cảnh, một môi trường nó lại biểu hiện khác nhau. Cho nên đúng là cái biểu hiện của cái lòng tốt ở đâu, như thế nào, thế ta phải sàng lọc, ta lại phải sống ở đấy như thế nào để cân bằng cũng lại là một chuyện khác. Vậy chốt lại là chúng ta vẫn cần phải lên là bồi đắp cái lòng tốt của chúng ta mỗi ngày, đúng không ạ? Vẫn coi cái việc là học những điều tốt và làm những điều tốt là một trong những cái phương châm sống trong cuộc sống này. Hy vọng rằng là những cuộc trò chuyện và chia sẻ ngày hôm nay cũng sẽ giúp cho quý vị tìm thấy những điều nhỏ bé kỳ diệu trong cách mà chúng ta làm người tốt, đúng không ạ? Và điều quan trọng nhất trong cuộc sống này đó chính là khi chúng ta muốn trở thành người tốt, chúng ta làm những việc tốt thì chúng ta sẽ cân bằng được với cái mục đích hành động của mình, với cái giá trị mà xã hội sẽ nhận được. Thank you.